hơn nửa thế kỷ hào hùng đấu tranh và xây dựng đất nước, trong đó cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.